Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Anh đây quậy phá khắp đất trời, rượu chè lên nhẹ đi khắp nơi, lang thang cười hát ca với đời anh. Chỉ phèo anh, chỉ phèo em đây chẳng nết na ngoan hiền, chẳng được dịu dàng lại kém duyên, 30 rồi đấy vẫn chưa chồng em thì nỡ. Trăng lên cao với phèo thấm hơi men say rồi, nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hầu chàng bóng say hương men tình nàng, chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh. Ôi ya ya, mai chúng ta đắp xây kết duyên trọn đời, nắng mưa ấy chuyện của trời người ơi. Vời phèo thấm hơi men say rồi, nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hầu chàng bỗng say hương men tình nàng, chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh. Trời vẫn chưa gieo, phải chăng anh quá bèo, phải chăng anh không bằng chí phèo. Vậy dạ vâng, cuối có cái đàn cái đàn say rượu. Dạ. Này là tỉnh rồi nè. Dạ. Xin mời ba vị giám khảo. Tôi rất thích cái bài hát này, cái cách mà bạn đặt vấn đề cũng rất là hay, nhưng mà cái câu cuối tôi không thích lắm, bởi vì khi bạn đã đọc Chí Phèo thì bạn thấy là ông Nam Cao ông đã xây dựng một cái nhân vật phải nói quá tuyệt vời, vì Chí Phèo thì bao giờ cũng bằng thì nở, nhưng mà cái cuối cùng ấy tôi muốn là gì, bởi vì đấy là cái vấn đề xã hội rất ghê gớm, và có một câu trong cái Chí Phèo mà nó ở lại trong tôi đến tận bây giờ, đó là ai cho tôi làm người lương thiện. Nếu mà cao tay hơn bạn có thể một cái ý nào đó thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái tác phẩm mà chinh phục tôi hoàn toàn. Cảm ơn bạn. Tôi rất là tò mò tại sao bạn lại viết về một cái tác phẩm rất là nổi tiếng này.
Dạ thì em cũng xin chia sẻ là khi mà nhận được cái đề tài của anh Phong đưa thì dường như trong đầu của em rất là hoang mang, tại vì là em chưa bao giờ thử viết những cái chủ đề này bao giờ. Thì em nghĩ rằng nên viết một cái gì đó mà mình nhớ nhất, mọi người biết nhiều nhất đến cái tác phẩm này thì mình dễ truyền được ca từ của mình đến với khán giả hơn ạ. Thật ra thì cái mà đến với khán giả gần nhất ấy và cái nó ở lại chính là cái âm nhạc của bạn đấy. Phải nói là cái chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đưa ra rất là khó. Bạn lại viết về Chí Phèo, tức là bạn đã tìm được cái phần người ở trong Chí Phèo để bạn viết ra cái bài hát này. Đó là cái sáng tạo của bạn và cái nhìn nhân văn với một người trẻ như bạn mà viết được một ca khúc như này, phải nói rất là khó. Thế nhưng mà tôi góp ý một chút về cái cách hát của bạn, thì tất cả những đoạn điệp khúc của bạn, bạn đều ngân quá ngắn. Tôi bị hơi bị tụt cái cảm xúc vì điều đó. Hai cái vị này lạ quá. Anh rất là thích bài hát này mà nó im re à. Anh thích bài hát này là một bài hát hay. Với lại là một điểm nữa là em viết cái bài hát này, phải nói là em tả chân thật ghê luôn. Cái người mà em tả trong đó y chang anh Lê Minh Sơn luôn. Mà anh nói chưa hết. Đơn giản là như thế này, đó là một bài hát hay. Khi nó là hay thì chúng ta không cần biết tại sao nó hay. Em viết bài này rất là hay. Quá đúng, đấy là một điều mà tôi cũng là tâm đắc. Rất đúng, nhạc sĩ Đức Chí. Và nếu là hay thì phải cho một tràng pháo tay chứ sao? Hay bài hay. Nhưng có những bài hát hay, nhưng có những cái bài hát nó vừa hay, nó vừa sâu sắc hơn. Thật ra thì với một cái tuổi còn rất trẻ, nhưng anh nghĩ là cái bài này về sau mình có thể tư duy lại. Anh Sơn à, anh phải vui vì bạn ấy viết về mình chứ nhỉ? Và thật ra thì đây không là viết về tôi đâu, mà tôi cũng muốn làm anh Chí lắm nhưng không được. Bởi vì Chí còn có thị nở, tôi giống em nhưng tôi không quá bèo. Anh nghĩ rằng anh Phong ảnh đã đúng khi chọn em, và anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy được rằng em đã có một cái cú lội ngược dòng. Và cho tôi nói ngắn gọn như thế này, bài hát này là bài hát hay nhất từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Nói vậy cho nó nhanh. Wow. Tôi thích bài hát này nhất. Và cái chỗ tôi thích nhất lại là chỗ tôi thắc mắc. Cách bạn đưa cái là nàng chót quên thân mình và một phút thăng hoa. Bạn thăng hoa có một phút thôi à? Fail. Em ơi em nghe anh nói này, em không cần phải trả lời. Bởi vì đôi khi cái sự thăng hoa mình chỉ một cái liếc mắt thôi mình đã thăng hoa rồi. Còn anh Chí đi và tả thực quá. Anh nghĩ là như thế. Thăng hoa, vài phút thăng hoa được không? Anh cho anh sửa lên đi, vài phút. Tại vì anh Chí chưa có biết chứ ngày nay mọi người thăng hoa 1 phút à. Nhưng anh Chí thăng hoa thấp hơn 1 phút nữa. Cho nên anh Chí thấy lạ. Phong nó suy bụng ta ra bụng người em ạ. Chí này không phèo đâu nhá. Ừ, nhưng mà ý đó hay, anh thích ý đó đúng không? Ừ, anh thích cái chỗ đó. Nhất anh thích nhất là bạn ấy lặng một phát rồi bạn ấy hát tiếp. Em chia sẻ một chút về ca khúc đó là em muốn tập trung vào cái tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở. Cho nên là vì thế cho nên là em không đưa những cái câu mà anh Lê Minh Sơn nói vừa rồi. Anh hiểu, nhưng mà chính vì cái tình yêu đấy nó cảm hóa Chí Phèo rất là ghê gớm đó em. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo. Và bây giờ là ý kiến của hội đồng chuyên môn khi mà nghe ca khúc này. Trước nhất thì tôi xin cho ý kiến là tôi thấy là tôi hoàn toàn rất là thích ca khúc này. Và tôi thấy đây là một ca khúc hay, thuyết phục được tôi hoàn toàn. Một tác phẩm mà người ta đã biết rất nhiều và nói về nó rất nhiều thì mình đi vào thế nào để thuyết phục là một điều không đơn giản. Và em làm được cái điều đó, thứ nhất rất là tốt, thứ hai nữa là rất là trẻ nữa. Em đi vào cái tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở trong cái chất nhân văn đó, người ta thấy rất rõ, cũng không cần đòi hỏi mình phản ánh cái hiện thực tất cả trong một tác phẩm, một bài hát như thế này. Và đó là cái điều người ta cảm nhận được về em, và cách thể hiện nó hoàn toàn thuyết phục tôi với tư cách một khán giả. Chị chỉ muốn hỏi em câu thôi, cái kết của em là thực ra là em muốn uống rượu diễn tả sự uống rượu hay là uống thuốc độc vậy? Em nghĩ rằng trong những cái cuộc sống bộn bề và hiện đại như bây giờ thì còn rất là nhiều người mong và hy vọng sẽ có một tình yêu đơn giản và tình cờ như Chí Phèo và Thị Nở để cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng mà kiểu giống như là cái này duyên chưa tới cho nên buồn quá là uống phát ngủ luôn. Em ngủ lẹ quá làm chị không biết em uống rượu, em uống thuốc độc thôi nên thắc mắc hỏi. Nhưng mà chị về đánh giá thì chị đánh giá em là một ca sĩ, một người sáng tác có thể nói là diễn rất là duyên sân khấu. Trước tiên là anh xin chúc mừng em đã có một cái bài hát khá là hoàn thiện từ đầu đến cuối và nó rất là Việt Nam. Chắc chắn là người Việt Nam nghe cái bài hát này của em thì mọi ai cũng đều rất là thích, và em cũng là cái người mà hát tốt nhất từ đầu đến giờ. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm
của hội đồng chuyên môn. Xin mời hạt đầu tiên. Wow, 9 người đã giành số điểm cho bạn. Hạng 2, xin mời. Rồi, có 9 người. Và hạng cuối cùng, 9 người đã giành số điểm cho bạn. Như vậy tổng điểm của bạn là 27 điểm. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng Bùi Công Nam.